Hôm nay chia sẻ các bạn cách xác định cá nhân cư trú. Điều này rất quan trọng để các bạn xác định thuế thu nhập cá nhân một cách đúng nhất nha. Và cá nhân cư trú thỏa mãn một trong ba tiêu chí sau. Thứ nhất là cá nhân này có mặt tại Việt Nam lớn hơn hoặc bằng 183 ngày tính theo năm dương lịch, hoặc là cá nhân này có mặt tại Việt Nam lớn hơn hoặc bằng 183 ngày tính theo 12 tháng liên tiếp kể từ ngày đến Việt Nam. Và ở đây này, vừa vào đâu đã biết ngày nào đến Việt Nam. Và 183 ngày tính làm sao? Điều này rất là ít người biết. Cụ thể như thế này các bạn. Các bạn dựa vào passport thôi. Thì trên passport khi đến Việt Nam ập dấu cái bục đó là ngày đến Việt Nam. Và ngày rời đi ập dấu một cái bục trên passport. Thì không có passport này. Có cái đầu rồi. Giờ mình nói cụ thể là thêm cách tính này. Ngày đến và ngày đi giống nhau thì tính một ngày, ngày đến và ngày đi khác nhau cũng tính một ngày. Và điều kiện thứ hai đó là hợp đồng thuê nhà lớn hơn hoặc bằng 183 ngày. Thì cái này là hai điểm lưu ý này. Cá nhân thuê cũng được, mà doanh nghiệp thuê cho cá nhân cũng được, hoặc là thuê nhà nghỉ cũng được, thuê khách sạn cũng được, thuê cái gì cũng được, thuê resort cũng được. Và điều kiện thứ ba đó là cá nhân này có nơi ở thường xuyên ở Việt Nam, hoặc là cá nhân này không chứng minh được là cư trú ở nước ngoài. Nha các bạn. Các bạn thấy hay thì chia sẻ cho các bạn khác cùng xem với nha. Và nhớ follow để xem video hay hơn nữa nha. Bye bye, chúc các bạn thành công.